Em chào chị. Ừ, chào Vâng. Chị ơi, thế em. là chị em mình đã làm việc với nhau được hơn 4 tháng rồi. Trong cái quá trình học thì chị thấy như thế nào ạ? Hiệu quả hay là có những cái vấn đề nào mà mình cảm giác là cần phải thay đổi ấy chị? Trong quá trình học thì chị thấy là giáo viên thì dạy rất là nhiệt tình và chị cũng nhanh hiểu bài hơn. Tiếp thu cũng tốt. Và thì chị biết đến Việt Hưng là qua đâu chị nhỉ? Chị biết về Hưng qua Facebook. Qua Facebook. Thế cái lý do gì mà để cho chị quyết định là sẽ nâng cao cái kiến thức về kế toán của mình ở Việt Hưng ạ? Vì là chị cũng xem qua Facebook thì cũng thấy mọi người đánh giá về 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 Việt Hưng rất là tốt. Và chị cũng có người quen cũng học qua, cũng hỏi qua những người học rồi thì thấy họ cũng đánh giá là Việt Hưng là dạy rất tốt nên thành ra là chị đăng ký. Vâng, chính xác là chị em mình học trên cái chứng từ thực tế của công ty và trên cái phần mềm phát. Thì sau khi mà hoàn thành khóa học ấy thì chị thấy là cái khả năng của mình ấy là so với cái lúc mà chưa học ấy thì nó có cái sự khác biệt nhiều không ạ? Cũng sao khác biệt nhiều chứ. Vì là khi mình học, trước khi học thì công nhận là về cái phần mềm mình không hiểu gì. Nhưng mà đến lúc mà học rồi thì là đã biết, và khi mở ra phần mềm và hiểu được cách làm báo cáo rồi cách vào chứng từ trong phần mềm. Vâng. Và cũng biết nhiều hơn Vâng. rồi. Thế là mình tự tin để làm việc thực tế hơn rất là nhiều so với Rất đúng rồi, tự tin hơn rất là nhiều rồi. Vâng. Thế thì qua cái quá trình cũng không phải là quá dài nhưng mà cũng em nghĩ là cũng không không ngắn. Chị em mình làm việc với nhau ấy thì chị có những cái góp ý gì cho trung tâm cũng như là cho đến giáo viên Việt Hưng không ạ? Chị cũng không có ý kiến gì đâu. Giáo viên rất nhiệt tình với học sinh và chị bảo cũng gọi là rất tận tình. Cái khóa học của mình là nó cũng tương đối là thành công đấy và mình xử lý được nhiều cái vấn đề thực tế tại công ty mà mình đang làm thì em cũng hy vọng rằng là sau này mà chị cũng sẽ đảm nhận tốt xuất sắc cái vị trí của mình và nếu như mà có cái gì mà cần hỗ trợ hay là muốn nâng cao thêm kiến thức thì em hy vọng rằng là chị sẽ nhớ đến em, nhớ đến Việt Hưng để chị em mình lại biết đâu lại hội ngộ với nhau trong thời gian sắp tới chị Rồi, chị cảm ơn. nha. Vâng chị nhá. Rồi, chị Vâng cảm ơn vâng nhé. dạ vâng rồi.